Tôi thấy tại cái món phở của Đòi Đỏ kỹ nhỉnh hơn. Cái món này á, em muốn ăn giống như là mình cầm cái vỏ sò mình húp, cho nên em không muốn làm nước dùng nó nóng thì người ta sẽ bị bỏng mồm. Thì đối với một nhà fine dining thì mình phải nắm luôn các yếu tố về nhiệt độ. Giám khảo cũng biết khách nước ngoài thì người ta thứ nhất không ăn được cay, thứ hai người ta không ăn được nóng, người ta không giống người châu Á mình. Và à, khi cái này hoàn toàn khác. Mùa đông chúng tôi ăn rất là nóng. Và cái món mùa đông ở bên nước ngoài, tôi ở bên Pháp, là phải giữ nóng ít nhất phải 15 phút. Nếu bạn nói như vậy thì bạn cố tình bảo vệ cái sai của mình thì tôi xin phép ngắt, không nói nữa. Quan điểm của tôi về ẩm thực theo hướng truyền thống và tôi muốn nâng tầm nó lên, đó là sự tự tôn dân tộc, đó là bản sắc văn hóa. Cái này là con gà hồ thì mình phải phun lửa qua để cho cái gà nó săn lại. Gà này là con gà Đông Hồ ở ngoài Bắc Ninh. Trong những bức tranh Đông Hồ của Việt Nam mình á, em muốn làm đồ bình thường nhưng không tầm thường. Sao em cần nhiều nước như vậy? Dạ tại xương nhiều chứ không phải nhiều nước. Gì hả? À. Xương em bỏ nhiều á, cho nó ngọt, cho nó nhanh lên. À. Tôi đang kiểm soát thời gian rất là tốt, gì cũng có thể xảy ra, đối thủ của tôi cũng rất là mạnh. Tôi tự tin rằng mình 100% sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Anh chưa đến làng quan họ, chọn tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lỡ thương. Hôm nay em gửi đến ban giám khảo một món phở gọi là phở quân tử. Đặc biệt nó có con gà hồ Bắc Ninh, có xuất hiện trong tranh Đông Hồ nổi tiếng của Việt Nam mình. Từ ngàn xưa, con gà này đã được tiếng vua đứng đầu về trong cống phẩm về các loại gà. Em kết hợp với phở gan cháy của đắp cầu Bắc Ninh, em có sử dụng những cái kỹ thuật đương đại vào đây. Riêng tôi thì tôi có cái vấn đề này, tôi so sánh hai bên. Về nước dùng, Đòi Đỏ ngon hơn. Tại vì nó nóng hơn, nó đậm đà hơn. Và nước dùng của bên bạn, cái vỏ sò nó hơi lạnh. Cái thứ hai nữa là cái nhân. Cái nhân của bạn khá ngon, nhưng mà không đậm đà và béo ngậy như là cái nhân lương xông khói của bạn bên Đỏ Đỏ. Cái sáng tạo nữa là cái rong biển sắc ra làm cái cọng thay bánh phở và cái nha đam. Thì tôi thấy bạn hoàn toàn thuyết phục tôi về cái món này. Và tôi thấy tại cái món phở của Đỏ Đỏ kỹ nhỉnh hơn. Cái món này á, em muốn ăn giống như là mình cầm cái vỏ sò mình húp, cho nên em không muốn làm nước dùng nó nóng thì người ta sẽ bị bỏng mồm. Thì đối với một nhà fine dining thì mình phải nắm luôn các yếu tố về nhiệt độ. Giám khảo cũng biết khách nước ngoài thì người ta thứ nhất không ăn được cay, thứ hai người ta không ăn được nóng, người ta không giống người châu Á mình. Và khi cái này hoàn toàn khác. Mùa đông chúng tôi ăn rất là nóng. Và cái món mùa đông ở bên nước ngoài, tôi ở bên Pháp, là phải giữ nóng ít nhất phải 15 phút. Nếu bạn nói như vậy thì bạn cố tình bảo vệ cái sai của mình thì tôi xin phép ngắt, không nói nữa. Let's make it quick. Let's judge right now. Decide who the winner. Okay, after three, yeah? One, two, three. Who? Đỏ. Red. Red or black? You got black. Red or black? Red. So three red, one black. The winner is Jiu Yang. Thank you, chef. Thank you, chef. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.